Tại ngày hội thiếu nhi vui khỏe và tổng kết hoạt động hè năm 2023 được Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Sông Công tổ chức ngày 24 tháng 8 đã thu hút trên 350 thiếu nhi trên địa bàn tham gia với nhiều hoạt động bổ ích, lý thú. Theo đó, trên 160 thiếu nhi tham gia giải bơi lội, trên 140 thiếu nhi tham gia thi kéo co và 40 thiếu nhi tham gia thi đấu nội dung cờ vua. Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong thiếu nhi, tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động do đoàn đội tổ chức. Cờ vua là nội dung mới lần đầu tiên được đưa vào nội dung của ngày hội thiếu nhi vui khỏe, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Năm nay là năm đầu tiên cháu tham gia hoạt động hè của môn cờ vua này, thì cháu tham gia với tinh thần là giao lưu học hỏi. Trước đó, hoạt động hè năm 2023 đã được các xã phường trên địa bàn thành phố tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa bổ ích như giáo dục truyền thống lịch sử, cùng các hoạt động vui chơi, giải trí và giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng khiếu cho thiếu nhi. Năm nay, hoạt động hè của các xã phường cũng như thành phố có nhiều đổi mới với nhiều nội dung phong phú, thu hút ngày càng đông các em thiếu nhi tham gia, cho thấy chất lượng sinh hoạt hè ngày càng tăng ngay từ cấp cơ sở. Đặc biệt là các đồng chí bí thư chi đoàn cùng các đội phụ trách đội đã rất là nhiệt tình, tâm huyết để hướng dẫn sinh hoạt hè cho các em với rất nhiều nội dung phong phú như là luyện tập văn hóa văn nghệ, chơi các bộ môn thể dục thể thao và đồng thời phát triển những cái năng khiếu riêng của từng lĩnh vực của mỗi em mà có thể phát triển được, mà chúng tôi đã phát hiện ra những cái nhân tố mới. Bơi lội là bộ môn thường niên được tổ chức giải thi đấu hàng năm với ý nghĩa quan trọng của bộ môn bơi lội trong sức khỏe cũng như phòng chống tai nạn thương tích. Bộ môn này cũng đã thu hút ngày càng đông số lượng học sinh tham gia theo học các lớp năng khiếu bơi trên địa bàn. Cháu là lên đi học, tham gia và học cái chương trình thi bơi và đưa mong muốn là Bộ Giáo dục Đào tạo và nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đưa các chương trình thi bơi vào cho các cháu và học đường để các cháu là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện thể chất và phòng chống lại cái chống đuối nước của học đường. Em thấy cái bộ môn bơi rất là cần thiết ạ. Trường hợp mà bị đuối nước thì chúng ta có thể trường phòng tránh ạ. Đặc biệt, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Sông Công đã tổ chức tuyên dương 60 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, trao tặng 3 công trình ngôi nhà khăn quàng đỏ cho 3 đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 60 triệu đồng, tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho 60 em thiếu nhi các phường Châu Sơn, Bách Quang, Thắng Lợi, Phố Cò với nhiều hoạt động hấp dẫn, chất lượng hoạt động hè đã ngày càng được nâng lên. Và thông qua cái hoạt động ngày hội ngày hôm nay cũng như các cái hoạt động trong hè thì có thể thấy rằng là các cái hoạt động cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố rất là phong phú và đa dạng, để góp phần thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia và tạo được những cái sân chơi rất là bổ ích, an toàn và lành mạnh cho các em, và góp phần cho các em kết thúc một cái mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn, cũng như tạo động lực cho các em để bước vào một cái năm học có nhiều kết quả cao hơn nữa. Kết thúc ngày hội thiếu nhi vui khỏe, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn phường Bách Quang, 2 giải nhì toàn đoàn cho đoàn phường Cái Đan và Phố Cò, 2 giải ba cho đoàn phường Lương Sơn và Thắng Lợi, còn lại là 5 xã phường đạt giải khuyến khích. Ngoài ra còn có các giải thành phần cho 3 bộ môn tổ chức thi đấu tại ngày hội, trong đó nhất nội dung kéo co thuộc về xã Ba Xuyên. Ban tổ chức trao 80 giải bơi ở các nội dung, các lứa tuổi và trao giải thuộc bộ môn cờ vua.